có ai giống như một người anh này, thì một người anh trai này phải bồng em mình và đi khám bệnh và phải tắm rửa gì cũng phải bồng em mình hết trơn. Thì hiện tại thì trời mưa, một người anh phải bồng em mình đi ra đường và đi khám bệnh. Thì hiện tại anh trai này không có vợ, thì quyết một lòng để lo cho em mình, chứ không có tính chuyện vợ con gì hết. Thì Thanh Trúc lại, thì Thanh Trúc thấy mà người anh bồng em mình đi khám bệnh đó cả nhà. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video sẽ tìm hiểu rõ hơn ạ. Chàng ơi, anh ba, anh bồng đâu anh ba? Khám bệnh vậy anh. Chàng ơi, rồi mình không có đi xe lăn sao anh? Không à, mưa không đi được. Được. Cái gì? Nặng lắm hết ba. Em vô nhà trước đâu cái gì. Tôi chừng máy thiết lên bơi. Đi đàng hoàng nha anh ba. Đừng xỉn á. Từ từ thôi anh bơi. Em bỏ lên đi. Chàng ơi. Rồi để đó đi anh ba. Chàng ơi, mình đi xe lăn rồi sao nó không dễ anh ba? Ủa giờ không được. Bây giờ không được. Để xích vô đi anh ba. Để xích vô. Để khăn hả? Ba cho em ngồi trò chuyện tí. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay á có đi xuống chỗ hai anh em nè, cái người anh mà không có vợ phải lo cho một cái người em. Thì Thanh Trúc hồi tối có nhận cái cuộc gọi á, thì nghe nói á hai anh em không có tiền mà đi khám bệnh, cho nên là Thanh Trúc bằng áo mưa và dầm mưa đi xuống đây trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân á, trao cho hai anh em nè, để cho hai anh em đi khám bệnh. Thì trời cũng bữa nay hình như là mưa lớn á cô chú anh chị. Thì cô chú đi theo Thanh Trúc vào để hỏi thăm hai anh em nha. Chàng ơi, mưa mà để cái này hôm bữa cái này đâu có lót gạch đâu, hôm nay lót im quá ta. Chào anh nha. Chào anh. Mới lại anh bay. Mới lại Chiến ơi. Mình có ngồi lại được không? Anh ba đã cho ngồi lên được không ba? Được không chứ? Vậy mình phải ngồi vậy hả? Quay cái khuôn mặt cho ra đây. Chim gối cao lên chứ. Ba ngồi đi ba. Đây nè nè, quay nè. Rồi nghe nó không gài đỏ chưa? Gài chưa đỏ nè. Chưa hả? Rồi hồi tối nghe nó nhận cuộc gọi là hai anh em cần một cái số tiền đi trị bệnh cho em trai anh phải không? Dạ đúng rồi. Bữa nay thì Thanh Trúc cũng có nhận một số tiền, thì cho nên là phải dầm mưa đi xuống đây nè. Dạ. Thì để cho em gắn cái thiết bị âm thanh trò chuyện tí xíu ha. Dạ. Thứ ba là chị Châu gửi cho 1 triệu, nữa là tổng số tiền hai anh em mình bữa nay nhận là 4 triệu nha. Để em đếm nha. Anh ba thay mặt nhận em nè. 500 1 triệu trừ gửi 2 triệu 2 triệu gửi 3 triệu 3 triệu gửi. Thì mấy bữa nay nè, trời mưa nè, cái nhà mình có giọt không anh ba? Không có anh. Hôm có giọt không mà anh hơi ướt á, cái cát đổ đã. Mình nghe nói là sửa sạn mình đi khám bệnh hay hay gì Chiến? Giờ nào có lấy bảo hiểm xong mới đi khám. Thì mấy anh em mà hồi tối là định cũng đi khám bệnh nhưng mà không có đủ tiền đúng không? Dạ đúng rồi, không đi mà không có đủ tiền. Mình cả tầm bao nhiêu mới đủ Chiến? Dạ. Cả ba tầm bao nhiêu mới đủ? 5-6 triệu không? Dạ, đi khám bệnh chụp này kia rồi tổng quát này kia cũng mấy triệu. Dạ. Anh ba là vợ của Chiến hô mà đi rồi á, là mọi cái sinh hoạt mỗi ngày là anh ba phải đều lo cho cái người em mình hả? Đúng rồi. Ở đây là vô mùa mưa nè, vô mùa mưa thì cũng đâu có làm được gì đâu anh. Đúng rồi, vô mùa mưa ở nhà không đâu làm được gì đâu.
rồi lo cho một cái người em nè chàng, rồi có quyết định kỹ chưa? Để thôi nó lo cho mày, tao không có vợ này nọ rồi tội cho em trai anh nha. Có rồi anh em lo tới đâu hay tới đó thôi. Anh ba cho em hỏi á, ngày xưa đó thì không biết hai anh em, mấy anh em sống chung với nhau nè, là mình không có mẹ, mồ côi mẹ từ hồi cấp chưa biết luôn hay là sao anh chứ? Chưa, mồ côi mẹ là cái lúc đó là còn mới 6 tuổi à. Anh kể cái cảm giác mà mấy anh em mồ côi cho em nghe coi. Lúc đó còn 6 tuổi thì nhưng phần không có nhớ rõ nữa, có ông chú ở trên không có nhớ. Thì lớn lên mấy bà dì mới đi tìm, mới về, rồi mấy mẹ mới nhận lại, anh em vẫn nhận bình thường. Vì của mẹ, người sanh mình ra mà tạo mình ra. Bỏ bao nhiêu năm thôi. Bỏ bao nhiêu năm anh kể cho em từ đầu mà cấp mà anh biết mẹ và như thế nào cho mấy cấp em mà biết mà mẹ bỏ thì dần chiến nhiêu tuổi rồi bỏ đi nhiêu năm. Chiến năm nay 33 hay chứ? Năm 33. Đi 33 năm. Ừ. Anh em ba kể cái cấp mà tìm mẹ hay sao? Tìm á là không phải là mà tìm, nhưng mà mấy bà dì ở dưới quê á, Cà Mau á là mới đi tìm mấy anh em. Nói chung là lúc đó mấy anh em lớn là thằng Phương chứ đâu có chung đâu. Chỉ có năm là họ mặt hơn lần thôi. Sau mấy bà dì mà tìm, mà mẹ mới về bà mới biết về nhà bà dì rồi bà nhận. Anh em cũng nhận bình thường. Tại người ta có công sinh, ta không dưỡng mà cũng chấp nhận thôi. Rồi anh sao anh, mấy anh em có hỏi là vì sao mà mẹ bỏ con không? Lý do là tụi em không có biết cái lý do trong đó là sao. Anh có hỏi lý do không? Em cũng không hỏi luôn. Cấp nó gặp mẹ rồi sao anh ba? Gặp em thấy cũng bình thường, dù diện cũng được thịt nữa cũng thấy bình thường. Có một cái là tụi em cũng lớn rồi, mẹ không có gia đình rồi đâu có ít qua lại thôi. Cấp nói chắc gặp rồi mẹ anh là thứ nhất là chắc rớt nước mắt hay là sao anh? Có nói lý do không anh? Không anh, lý do thì em không biết cái câu chuyện sao thì em không hiểu. Tại lúc đó em còn mới 6 tuổi, em cũng còn nhỏ. Thế mà hỏi mà cái lý do là tại sao bỏ mấy anh em không á? Vậy câu chuyện em cũng không biết làm sao nữa. Hỏi gì người lớn không ai nói, chứ tụi em lúc đó còn nhỏ đâu biết được đâu. Là mẹ anh cấp đó cũng đã nhận rồi. Đúng rồi. Nhận rồi có nuôi không hay là bỏ luôn anh, hay là chỉ gặp mặt vậy thôi? Nói chung á là lúc mà nhận mẹ con nhận nhau là lúc đó lớn hết rồi. Nhắc đó anh như tuổi anh? Lúc đó là em cũng khoảng gần 30 tuổi rồi. Hôm nay là anh 37 hả? Dạ đúng rồi. Nhắc đó là sao anh? Thì cũng qua lại một vài lần, với lúc đó mẹ còn làm ở chợn á, anh em cũng qua lại một vài lần. Rồi đó sao rồi cũng ít qua, tại vì mẹ không có dành riêng rồi. Có mấy anh em có con riêng được luôn hết mà. Dạ đúng rồi. Rồi đó, anh em ít qua lại. Nhất đó anh, chắc anh có hỏi nè, chiến đường nè, có hỏi lý do sao mà mẹ bỏ không chứ? Hay là có tâm sự với mẹ không chứ? Không rồi. Tại vì 30 mấy năm mới gặp được mẹ. Cái đó là thường á, cái cấp mà anh ba cho em hỏi á, mình đi ra đường cái cấp mà mình biết nè, thì thấy những cái bạn mà bằng tuổi mình nè, người ta có mẹ, còn mình thì không có mẹ. Chắc đó là anh ba thấy là mình là tuổi thân thôi. Nói chung ra là đi học cũng vậy anh. Đi học thì khi người ta cũng nói mình á, đồ không mẹ, cái này cái kia cũng có, không có cái mà mình giờ ta nói kể người ta. Số phận mình nó vậy rồi, đâu nói được đâu. Là người ta nói anh là bao lâu, cỡ bao lâu anh ba? Hồi đó em nhớ là 14 tuổi rồi, không có mẹ. Lúc trước không đi học á, mấy bạn bè nó bữa không mẹ. Đúng rồi, nhà khổ mà em mới 14 tuổi em vô học lớp 1. 14 tuổi mới học lớp 1. Đúng rồi. Vậy là hai anh em là mình, mấy anh em mình là không có mẹ. Nói chung là bị mẹ bỏ thôi. Nói chung là có mẹ nhưng không có, nói thẳng là vậy. Có mẹ nhưng không có. Đúng. Sanh ra rồi bỏ, đâu phải anh ba theo mà bỏ thì một hai người thôi, còn cái này bốn anh em luôn. Nói chung ra là mình không biết câu chuyện ba với mẹ làm sao, lúc đó mình còn nhỏ mình không hiểu câu chuyện nó ra làm sao. Rồi tới lớn lên anh đã gặp rồi đó ba mẹ anh đó, thì có hỏi là lý do như thế nào không? Em cũng hỏi lý do thế nào không luôn rồi. Chỉ nghe lại mấy chú, mấy cô với bà nội nói thôi. Anh mình nói như thế nào anh kể cho em nghe cho anh ba. Thì mấy bà kể là lúc đó khổ vậy đó, rồi mẹ đi làm sao mình không hiểu. Mà không hiểu vấn đề đó.
Thì tới lớn rồi mới nghe mấy cô kể lại thôi mới biết thôi, cái lúc mà mình nhỏ đâu biết đâu. Ừ, hai anh em á cả nhà, một người anh ở đây và một người em, một coi mẹ, nói chung là có cha nhưng mà có mẹ không biết cái lý do gì thì mẹ bỏ, bỏ là đi có chồng khác đúng không anh ba? Nhưng mà mẹ bỏ đi, mẹ đi có chồng khác, không biết lý do gì nữa, tụi em nhỏ thì em không hiểu. Vấn đề tụi em không hiểu. Nhưng mà bốn anh em chứ không lẽ chàng ơi, nhìn mấy anh em đồ nè là thương lắm, tại sao mà không có một cái tình cảm nào mà bỏ ba mươi mấy năm mới mới là tìm và mới nhận lại làm con ha anh? Lúc tìm á là nó thẳng ra là bà dì bảy em á, bà dưới quê chứ á, bà mới điện từ người mới tìm, lúc đó tìm gặp ba này hết trơn, còn riêng em là bà chưa tìm thấy. Rồi bà cũng đi hỏi người này người kia, sau này là bà mới biết em mới về. Cũng có thằng cháu á, nó hôm nay nó cũng lớn phải bố ngoài rồi, nó đi lên Thơ, lúc đó em còn dán điện thoại cho anh á, nó thờ dán điện thoại cho anh Thơ á, là nó mới gặp em chở, nó mới gọi cho bà là em mới biết bà dì ở dưới tìm thôi chứ là thầy ai không biết. Theo mà ba cái cấp kết đầu tiên á, dưới chiến đồ nè, gặp mẹ đó, thì theo á là mình cấp đầu tiên á là mình cũng có ghét đúng không? Nói chung là cả cầm nhỏ mới lớn lên, những bạn bè nói là thằng không có mẹ đó, chắc là mình hơi buồn. Còn nhưng mà mình lớn lên rồi á, là một cái chuyện gì nó cũng đã qua trải rồi. Qua hết anh ba. Đúng rồi. Thì mình cũng không có trách mẹ mình hay sao? Mình cũng không trách anh. Tại vì mình cũng đâu biết cái lý do trong đó làm sao để mình trách. Của người lớn nha. Nó là chuyện người lớn, mình phận làm con cái đâu có nói gì được. Theo anh ba là mình không trách, nhưng mà cái mấy anh em mình á không đủ phước phần để cho mẹ lo mẹ thương như mọi bạn khác là như thế nào anh? Nói chung cái số phận mình nó đã đặt bằng vậy rồi, đặt bằng vậy rồi. Bây giờ anh có trách than cũng vậy thôi, không trả được cái gì hết. Đúng rồi. Tại vì mình cái số của mình nói chung là không được mẹ thương. Đúng rồi, cái số mình không có sống với mẹ từ nhỏ lớn. Anh em, bố anh em trai là không có giống như người ta. Thì, mà bây giờ là còn phải là anh ba là chưa có vợ. Hồi đó giờ mình không có vợ luôn ha anh? Đó giờ em chưa có lập gia đình. Bạn bè có quen thì có, nhưng mà lập gia đình em chưa. Chiến sao không kêu anh ba có vợ đi Chiến? Ai biết không rồi. Thấy ảnh cũng được nè. Nhưng không có lẽ dắt về đây dắt lo cho Chiến luôn nè. Chiến thấy một cái người anh mình như thế nào hiện tại bây giờ nè? Chung người anh hiện tại bây giờ, hiện tại thì nói chung anh mình giờ lo mình này kia nè, không biết thời gian sao tùy theo mốt mà duyên phận đến thì sao. Bây giờ là ăn uống là anh ba đều lo hết hả Chiến? Dạ. Rồi lau mình của anh ba lo luôn. Nói chung mình ăn uống, tắm rửa, thay cái này cái kia nó là em làm. Làm gì có mệt hơn ba? Nó thấy bình thường em mình mệt gì. Lau tay lau mình gì luôn đó hả? Ẩm mà cái thời gian nữa lâu quá, ẩm lên xuống tắm. Tắm rửa nó là xong hết chứ, nó đâu tắm như ta tắm hoài. Cách 5 ngày hoặc 10 ngày tắm lần. Bây giờ là bây giờ anh ẩm là nghe nói đường sống anh đâu mà. Đúng rồi, ẩm sống đâu. Bây giờ Chiến nó cũng đâu có đi tới lui được hết chứ. Ngồi gì đúng chứ. Ngồi đứt cái gì. Thôi đừng chở anh. Đã lắm chở. Bớt chưa? Bớt mấy cái vụ vết thương đó chưa chứ? Sức thuốc. Sức thuốc rồi chứ? Sức nhiều. Khô. Tại vì cấp trước mình không biết mình lo nằm ngửa không đó chứ. Đúng không? Em chở gì lắm à. Chở luôn rồi. Cái cơ địa mình yếu. Cũng chở nữa hả? Cũng mà nhưng mà cũng bị dính nữa hả? Cái cơ địa mình yếu á. Chứ lỡ chết luôn à. Tại vì nó cái đệ nó yếu mình nằm, tại vì em cũng lật qua lật lại nó yếu, nó lỡ hai bên cũng mình cũng chở ha. Chiến là ngày xưa đó là cũng có nhiều cô gái cũng theo nè cả nhà, nhưng mà chỉ đi làm nhà hàng thôi, cho nên là công việc cũng bình thường, nhưng mà gặp một cái biến cố, hiện tại bây giờ là đi đứng không được, hiện tại bây giờ là một cái người anh phải lo cho Chiến. Theo anh ba nè, lo là cho em mình đó, là mình lo ví dụ sau này, hiện tại bây giờ đó là có lo hoài luôn không, hay là anh ba
suy nghĩ là mình còn sức khỏe mình còn lo. Nói chung mà em mới lâu dài thì em hứa, nhưng mà con cái này tới đâu em lo tới đó, tới đâu em hay tới đó. Đúng chứ rồi. Nói lâu dài thì cái đó em chưa quyết được. Ừ. Với em chỉ nói một câu là tới đâu em hay tới đó thôi. Tại vì mẹ thì mất sớm, mẹ thì bỏ sớm, cho nên là hai anh em phải sống chung với nhau. Chiến cho Thanh Trúc hỏi á, hồi đó đó là cỡ mới lớn nè, đi ra đường rồi đó, bạn bè mà mình hai anh em mà nghe nói là mấy anh em không có mẹ, không có mẹ như thế nào không Chiến? Nói chung từ nhỏ lớn là hết trơn, xã gì khắn này ăn biết, gia đình em mồ côi. Mồ côi. Đi đâu ai không biết. Ừ. Đi đâu nói chung mà lúc mà nậu còn sống mình đi đâu đám tiệc đi ai cũng gửi đồ ăn cho bố anh em, cho người ta cũng hỏi thăm này kia, rồi người ta cũng nói trời ơi sao bà không cho bớt đi bốn thằng đi, bà nuôi sao nổi, bà nói khà tôi nuôi cháu tôi chết tôi chôn tôi không cho ai. Bốn anh em trai ha, có bốn anh em trai không à? Có người chị gái nó đầu lòng mất rồi, còn bốn anh em trai thôi. Bốn anh em trai quý vị, bốn anh em trai không ai xấu á. Rồi hai anh em, hai người kia làm đâu? Anh hai cũng có vợ về Vĩnh Tường á, còn thứ tư nó đang ở với bạn nó trong Sài Gòn. Anh hai gì thứ tư nó về cũng không được, tại bà ngoại vợ nó mới té bể sọ. Ông hai về đi cắt lúa là thợ cắt chạy máy. Còn anh hai là anh chạy máy cắt. Sáng nấu cháo chưa anh ba? Em mưa quá em chưa nấu, nó nhức quá em chưa nấu. Khi nào nó ăn, chuẩn bị nấu. Sáng là lau mình cho một cái người em ha. Sáng cho lau nó mình. Miệng trước rồi hồi nào nó ăn nó kêu mình. Chuyện một ngày anh ba là phải điều tắm rửa và phải bồng ẩm cho một cái người em mình trở qua trở lại ha. Dạ đúng rồi, khô mới đi được anh, còn như sình cái này đi ra hai anh em đi luôn á. Chứ đâu đi được đâu. Đúng rồi. Thường là anh ba cổng ha, cổng cũng có. Em ẩm hai tay mà chứ không cổng. Một chàng thanh niên á, cả nhà thì cũng cao ráo lắm nhưng mà không biết rồi như thế nào. Thì hiện tại bây giờ phải nằm một chỗ, phải nhờ một người anh mình. Hôm tưởng nó chuyển viện à. Sao vậy? Mệt. Hôm mệt nó nhức em á, giật này kia mà còn thêm đau bao tử nữa. Chợ hai cái nó hành hôm em tới 5 giờ sáng. Bà thấy em mình mỗi lần mà cái cơn đau mà nó lên nó đau nhất á, thì bà thấy em mình như thế nào? Nói chung nó đau nó nhức á, mình cũng khó chịu người chứ giờ mình đâu có thế nào được đâu. Ừ. Nhức thì tự bản thân nó vượt qua thôi chứ mình đâu có thay thế nào được. Thì cũng anh có thường động viên không ba, cố gắng ví dụ này kia thì mình không phải nói cái gì, giờ nó phần nó cũng còn quá trẻ anh, nó không thể gượng được tự cái sức lực mình gượng. Anh có khi nào anh thấy một cái người em của anh này còn tuổi thì quá trẻ mà gặp cái biến cố như vậy không ai mong muốn, anh có buồn với em của anh không? Buồn có buồn chứ buồn giờ làm được cái gì giờ. Ừ. Nói chung mình sống ở đời mình đâu biết trước cái ngày mai nó ra sao đâu. Mà anh không có tin vào cái sự thật nha anh ba. Tin vào mà lúc rồi mẹ... lúc đó là nó điện về tưởng nó té rồi, nhẹ bình thường, nhưng cũng lúc lên thăm nó cũng giái ra nhà cũng nói nè giái gãy tay gãy giò đi phần nào đỡ phần đó. Ai nhẹ nó lên thì gãy sống rồi nó dập hết trơn rồi. Cho nên là nó xảy ra như vậy, nghe tin đó là anh buồn lắm anh ba. Nhà em khóc luôn rồi. Trời ơi. Một người em mạnh khỏe không biết gặp cái biến cố gì, thì hiện tại bây giờ là phải có hai anh em là cô chú phải lo với nhau. Cơm nước là thường là em của anh á, muốn ăn cái gì là anh nấu cái đó hay sao, hay là mình nấu như thế nào anh ba? Đúng rồi anh, muốn ăn cái gì mình nấu cái đó, chứ mình nấu cái đồ nó không ăn nó đâu có ăn được đâu. Ăn cái gì cũng phải né né xíu ngừa. Chứ hoặc nó lỡ rồi muốn ăn cái món đó mà mình cảm thấy ăn được mình không cho nó ăn. Dạ. Yeah. Mệt mỏi không anh ba? Không, anh thấy mình làm nó thấy bình thường. Dạ. Yeah. Tại vì đó em cũng nuôi bà nội em dị gan. Dạ. Thôi thôi ngồi để em lấy thêm nước làm. Dạ dạ, anh lấy đi, em đợi.
Rồi có một cái người anh như vậy là quá quý luôn ha. Chiến. Đúng rồi, chưa. Bà cứ lao bình thường đi. Em cho em xin phép để chia sẻ đoạn video. Cho nó phức phức lên mà, tại vì video quá ha. Ôi ôi. Lao lưng vậy là bữa nào cũng lao hết mà. Đau lưng mấy mà cũng đau rít chứ lắm. Nằm chỗ mà đau mình. Vết thương đồ là cũng anh cũng là cái người xử lý hả? Đúng rồi. Vậy là quá quý luôn rồi. Thương này ngày sức nhiều. 3 tử, 4 tử. Chèn ơi. Nó đỡ được cái hồng nó sức lỡ. Ừ. Chiến có khi nghĩ có khi nào mà một một thí dụ người anh ba lo cho mình nè, mà bữa nào mà ổng không có lao mình với lo mình thấy buồn không Chiến? Cũng kêu lao anh để gích á. Gích nha. Ý ý ý Thanh Trúc hỏi á là anh ba anh lo cho mình nè. Rồi thí dụ mà không ảnh không có lo cho mình nữa rồi mình buồn không? Ổng lo ai lo vậy? Anh lo lo hả? Cũng quý quá ta. Biết đâu người ta là người ta đi kiếm vợ là sao không? Tùy theo duyên. Tùy duyên. Duyên đến là nằm nhà cũng sẽ đến thôi. Ừ. Khó có ai như mà được như ba lắm ta. Lao mình và em của mình phải bồng ẩm đi nữa. Mấy bữa nay là còn thắng nhiêu ký, chiến nhiêu ký? Em mà đó thì 83, 84 ký từ hồi té giờ không biết còn nhiêu. Chắc giờ chắc cũng tầm 60 chứ đâu nhỏ đâu anh bà. Đó hơn á. Hơn anh nặng anh biết, anh bồng anh biết hả? Biết. Giết rồi bồng chứ mà lực nè chàng. Trời mưa. Yếu bồng nổi đâu. Trời mưa rồi trời mưa rồi bồng đó, cái yếu rồi ai mà yếu yếu mộng nó nổi đâu. Ừ. Nặng lắm. Trời mưa rồi bồng. Trời lau mặt gì luôn nè. Có khi nào mà lau mặt mà tự nhiên cái bỗng nhưng mà thấy em mình vậy buồn không anh ba? Buồn có buồn biết làm sao giờ. Nói chung cũng động viên đi anh ba, cố gắng động viên cho một cái người em đi anh ba. Có quý vị cô chú anh chị nói gì nè, tìm mua cho Chiến một cái chiếc xe lăn tay, không biết thì cái xe lăn tay mình có lăn di chuyển được không Chiến? Chỉ lăn tay em lăn được mà em có rồi. Có hả? Có người ta cho em. Có người không cho nó chỉ. Xe người ta xài rồi người ta cho lại. Cũng lăn được nhưng mà mình ngồi lên thì nó đau vết thương lắm hả chứ. Em giờ chủ yếu là giờ cô bác Hương Tình cho em chút đỉnh khúc ngang. Giờ mình có tính toán là mình có đi chưa? Đi lên cái Sài Gòn cái cô bữa nói chưa? À, tại vì em đợi cái bảo hiểm. Ừ. Thì mà thứ nhất hai là hai vợ chồng của chị giúp đỡ em là em cảm ơn rồi. Thì đâu phải mà thì tại vì người thì chị giúp đỡ phần nào thôi chứ đâu phải mà giúp đỡ mình được hoài. Thì vì mình cái mình cũng có cái bảo hiểm cho này mình cũng đỡ. Giờ đợi bảo hiểm hả? Chứ bây giờ mà mình đi cái là bảo mình đi lần này đi cái người ta không có cho bảo hiểm nữa là khó, bảo hiểm chết luôn. Ừ. Giờ là mình về cũng tháng rồi, tháng giờ gán đợi khoảng 15 ngày, khoảng 30 ngày. Có bảo hiểm là mình sẽ đi ha Chiến? Dạ. Có bảo hiểm mình sẽ đi. Ừ. Chứ giờ về nằm đợi cũng cả tháng rồi, nếu đi nữa thì về khó lắm đó. Ừ. Ba xích lại nữa. Hồ sơ thì bữa hổm lên trển mình làm xong hết rồi, chỉ có đợi xuống khảo sát nó cho. Vậy là mình quyết định là đi ra Sài Gòn ha. Anh ba có đi theo không? Đó để tính lại chứ. Đi đi chứ tính cái gì? Ông không đi ai làm cho nổi. Cũng có người chứ, nếu mà em không đi cũng có người. Ừ. Ví dụ kêu anh em á, mà có ai lo tốt bằng anh. Theo mà Chiến nè, anh ba là lo là thấy ok nhất đúng không?
ổng có ổng đi phải gì đã với lại là thấy ổng lo này kia rồi tắm rửa với thay đồ rồi là ổng làm kỹ á. Em cũng có bà cô kìa, bà cô ruột kìa, cô cũng đòi nuôi nó nữa. Bà đòi nuôi kìa nhưng mà bà cũng lớn tuổi, nói chung bà cũng nặng ký à. Bà bồng này anh nổi không đó? Bồng chắc đâu nổi, bà nói chung thì bà đi theo bà hỗ trợ này là giật giật thôi chứ bồng đâu được. Có anh ba là mới bồng nổi nè. Nói chung đi anh chở này cũng hạn chế, đâu phải muốn đâu phải đâu, lên xe cái đẩy không thì lên cái gì chăm cứu rồi là về thôi, đâu phải ấy đâu. Chuyện hai anh em có tính với nhau là mình sẽ đi không, có bàn tính chưa? Tính thì cũng có rồi nhưng mà giờ phải đợi cái bảo hiểm nha. Bà có suy nghĩ là lên chảnh rồi ăn uống rồi mất lo không, tại vì các cô chị đó bà lo hết mà. Nói chung thì lo chứ mình cũng phải có chút đỉnh mình bỏ theo chứ, lo phần nào thôi. Cũng tỉnh nhưng mà hiện tại đó thì hai anh em em được biết đó, thì anh thì lo cho em của anh, anh không có làm cái công việc gì hết trơn cho nên là cái kinh tế thì nó rất là khó đúng không anh? Nhưng mình lo cho nó đâu đi làm được đâu. Đúng rồi, nó ở nhà thì nó giật đâu ai biết, nếu mà đi nữa cái kinh tế mình đâu có đâu. Theo anh ba nè, ở đây trước màn hình này, anh ba theo mà nếu mà anh ba muốn mong ước và cái điều gì anh ba nói với cô chú anh chị để mình nói cho cô chú người ta hiểu, mình không đi làm mình muốn cần có một cái điều ước gì không anh ba? Em cũng mong sao cho cặp chân của nó đi lợi được, như phần nó vệ sinh cái cơ thể của nó rồi mình khỏe được chút đỉnh nào đó. Chứ giờ nó vậy rồi mình đâu đi làm được đâu. Đầu tiên là phải có tiền anh ba. Dạ đúng rồi, đầu tiên phải có tiền mới được. Anh gửi cái vết thương á của người em nè, chắc còn sức khỏe nữa, còn mạnh mẽ đồ á, anh em gặp họp mặt với nhau vui. Còn hiện tại bây giờ đó thì nhìn lại thì chuyện nó không có ngờ luôn hả anh ba? Dạ đúng rồi, đâu có ngờ nó diễn cái gì đâu. Chiến có nghĩ là mình cái cấp đầu tiên đó mình đi làm công việc mình chỉ đi làm kiếm tiền thôi chứ mình đâu có suy nghĩ là mình gặp cái biến cố gì hả Chiến? Dạ. Cảm giác mà hiện tại mà em suy nghĩ mà lúc đó với lúc này như thế nào cho Thanh Trúc nghe được không? Lúc mà vừa đi làm xong mà té thì tới giờ đâu có suy nghĩ mà mình vậy đâu. Thì giờ cũng phải đành chịu thôi chứ sao. Lúc đó mình làm công việc gì chứ? Làm hồ. Làm hồ không, cấp trước đó mình làm cấp công trước việc em gì? Nấu bếp. Dịch bệnh xong rồi đi làm hồ. Mình làm nấu bếp nha. Dạ, làm hồ xong rồi mới có làm mấy tháng té. Mình nấu bếp đó là mình nấu trong công ty rồi xong mình ra ngoài làm tư nhân hay sao chứ? Dạ. Mình nấu cho quán á. Ừ. Xong rồi dịch bệnh quán đóng cửa. Rồi đi ra ngoài làm hồ cho tư nhân. Làm ngày có 4 xị à. Làm mới có 1 tháng té luôn. 1 tháng. Là chiến cấp đó là mình làm là gà, làm vịt, làm heo hay sao? Nó làm đủ thứ anh ơi. Ừ. Nói chung mình làm quán nhậu làm đủ thứ không có. Con gì chứ? Đủ thứ thì sao ha, nhiều lắm. Tùm lum món, tại vì trong làm trong nhà mà đâu phải đâu, món trên cả ngàn món. Mình sát xanh hay sao? Sát xanh cũng có mà nói chung là nhiều lắm. Sát xanh con này con kia cũng có. Tại vì Thanh Trúc hôm qua mới quay có cô chú cũng lớn tuổi rồi, cũng làm nghề bắt chuột, làm chuột á Chiến. Nhưng mà xong có xem cái clip Thanh Trúc chưa? Xong rồi cô chú á, cô nghỉ việc đó xong rồi cô đi làm công việc khác, xong rồi vừa nghỉ việc đó là mấy ngày thôi cô gặp cái biến cố là cô bây giờ nửa thanh dưới cô giờ không đi đứng được, cô bỏ việc chuột đó cô làm qua công việc khác, chưa quá mấy ngày nữa là nó gặp biến cố đó. Cái đó là sự việc giống Chiến á. Cái đó là cô đang làm công việc bằng chuột xong rồi cô bỏ việc đó, cô thấy việc đó tội cho nên là cô bỏ, cô đi kiếm việc khác thì không biết cái làm sao,
cô đi đứng đó, cô dắp cái gục gạch hay gì, xong rồi cô nói chung là y như chiến gì nè. Cái đó là cô sát sanh nhiều quá rồi đó. Rồi khi mà quay quay đầu lại á, là nó muộn rồi. Khi bây giờ á, anh thấy bây giờ nếu mà mặn heo giết heo nhiều, nhiều làm heo cũng nhiều quá đó. Là mấy người mà người ta nghĩ á, này kia đó làm từ từ cũng mấy à. Như chiến hồi đó là một ngày là mình có thể mình sát sanh bao nhiêu con loại vật? Nó chục không? Gà nhiều, gà làm nhiều, vịt cũng có. Có khi nào con nào mà mình làm buông ra nó chạy cười cười không chứ? Có, cũng có. Chị ơi, rồi dắt đó mình làm gì, vô mình làm tiếp nữa hay gì? Vô làm tiếp. Vô nói chung cái gì, cái nói chung là em đứng nấu là mấy lính làm gà thôi. Thời gian rảnh thì mình xuống mình làm phụ. Cũng có làm nha. Rồi dạng như mà mấy con này con kia mà đầu gừng rồi kia lính nó biết làm á, mình tự tay xuống mình làm. Tại vì nhiều khi mà cái con vật nó giá trị á anh, con nhím đầu đó giá trị đó này kia rồi, chứ làm mà sơ sức này kia rồi bể mặt này kia người ta không chịu ăn một cái là mình đền chết luôn á. Vậy là chiến cũng là một người sát sanh cũng nhiều mà. Nói chung mà cũng nhiều. Mà xong rồi cái là tự nhiên cái như thế nào nghỉ rồi là qua công việc khác là mình dính như vậy luôn chứ. Thì qua việc qua xong rồi qua làm hồ đó, em đi phụ á. Rồi kêu lên thợ, kêu lên mở tấm tôn chiều lên xây á, rồi lên mở sụp tôn trắng té xuống luôn. Rồi dính giờ luôn. Dính tới giờ luôn. Làm công việc sát sanh, nghỉ không làm. Đổ vào công việc khác thì em đây đi đứng không được luôn. Ba có tin vào mình làm gà làm heo nhiều quá cho nên là mình mới lãnh nghiệp hơn ba. Đó cái điều theo anh đó. Nếu mà theo con Phật giáo của mình thì cũng có anh. Có cái giờ nói chung ra mình ăn cái gì cũng có tội chứ. Đúng rồi. Cái người mà tội ít hay tội nhiều thôi. Sát sanh hay chăng gì nữa ai cũng vậy thôi. Cũng giống nhau à. Tội nha. Đúng rồi. Tội ít tội nhiều thôi à. Giờ mình ăn cọng rau người đang sống là anh bẻ cũng là tội rồi. Yeah. Ít nhiều thôi. Cái số tiền của Mạnh Thường Quân á gửi cho hai anh em. Yeah. Thì Thanh Trúc nghe nói là hai anh em cần một số tiền đi trị bệnh đúng không anh ba? Dạ đúng rồi. Ở đây á thì có ba chị gửi cho anh nè. Để em đọc cái số tiền lên cho hai anh em nha. Dạ. Thứ nhất là chị Oanh gửi cho anh 2 triệu. Thứ hai là chị Huệ gửi cho anh 1 triệu. Thứ ba là chị Châu gửi cho 1 triệu. Nữa là tổng số tiền hai anh em mình bữa nay nhận là 4 triệu nha. Dạ. Để em đếm nha. Anh ba thay mặt nhận em nè. 500. 1 triệu. Chị gửi 2 triệu. 2 triệu gửi. 3 triệu. 3 triệu gửi. 4 triệu. Đây là 4 triệu của ba chị gái nha. Yeah. Dạ. Thì anh ba có lời nào gửi đến ba chị không? Thứ nhất là chị Oanh, chị Huệ, chị Châu. Em cũng cảm ơn chị Oanh với chị Huệ với chị Châu đã hỗ trợ cho em phần nào đó đi khám bệnh. Em muốn chúc ba chị giờ giờ sức khỏe. Yeah. Còn anh Chiến. Dạ. À, gửi đến cô chú anh chị nè, những chị Oanh nè, chị Huệ, chị Châu. Em cũng gửi lời cảm ơn với chị Oanh, chị Huệ, chị Châu để cho em số tiền để em đi khám bệnh. Em cũng chúc cho gia đình ba chị giờ dạy sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, dạng sự như ý, làm ăn có tiền bạc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em. Em cảm ơn. Dạ thì cái nhà thì Thanh Trúc á thì trao một cái số tiền của ba chị nè cho hai anh em. Nghe nói là cần một cái số tiền để ngày mai á, đi khám bệnh thì cho nên là Thanh Trúc dầm mưa xuống đây để trao tiền cho hai anh em. Yeah. Thì Thanh Trúc hẹn cô chú anh chị á, một cái video kế tiếp và hẹn cô chú anh chị một cái video tiếp theo ạ. À.